Em ơi, anh chào em nhá. Em chào anh ạ. Anh xem em hôm qua mới về cái con Sava này mà thấy báo giá cũng hợp lý. Để trả dấu thì em thì lúc năm ngoái thôi anh cũng mua một cái bản cũng xong xuôi hết cửa phụ kiện các thứ ấy, là cũng rơi vào tầm hơn 18 củ. Nhưng mà nó vẫn đang sở hữu một cái bộ gọi là không nhôm, cũng chưa được lên carbon. Đấy thì hôm qua thấy em báo cái bản này lại đang được công ty bên Sava, hãng Sava ra cái bản mới mà giá rất hợp lý rồi. Thì nếu mà hôm nay lên tận nơi để xem, nếu mà ưng ý hoặc là ấy thì anh sẽ thanh lý con ở nhà đi, ông nâng cấp lên đời con này. Vâng, thì anh có thể lấy anh lên tận nhà, anh có thể quan sát ở đây. Thì hôm qua xe nhà em mới về anh ạ, xe bên nhà em mới về nhé. Bản này là bản giới hạn thôi, thế nên là nhà bên đại lý bên nhà em được phân phối 20 con như này nha anh ơi. Được phân phối 20 con và hàng là hàng mới, nguyên đai nguyên kiện luôn, rất là xịn luôn đúng không anh? Nhìn cái vỏ thùng đã thấy xịn rồi. Nhưng mà nếu mà anh đã xem kỹ về xe cũng như là anh đã là người chơi xe rồi thì em chả giấu được gì anh, thì anh lên tận nhà thì anh có thể xem xe tận nơi cũng như là chạy thử xe. Đây là những cái bản em lắp ra rồi đúng không? Dạ đúng rồi anh. Bên em đã lắp ra gọi là đủ màu ở đây rồi để cho khách đến nhà xem xe, cũng như là các bác khách mua online thì muốn xem màu thì bên em cũng có rất là nhiều mẫu ở đây. Màu ghi này, màu này nhìn đẹp, nhưng đây là con X1 mà anh nhìn qua là anh biết. Đây là con X1 anh ạ. Màu này anh rất là chất chơi đấy, quay em mà về. Mà nó cấu hình của nó không theo phiên bản là nó không bằng con X4 này được. Dạ, anh đang ngắm con này này. Tại vì hãng Sava thì trong câu lạc bộ anh thì cũng một vài anh em đi rồi, anh cũng chạy thử, anh thấy nó ok lắm. Nhưng mà bây giờ trước khi mà hỏi về xe thì anh hỏi em là người được đại lý ủy quyền ấy, làm gọi là tư vấn viên. Thì anh chỉ muốn hỏi em là thấy em báo là giá gốc con này 24 triệu mà bây giờ lại giảm còn có 19.900.000 thì anh không tin lắm đấy, nhưng mà đến thật nơi xem thì có thể là cái nghi ngờ của mình nó cũng không phải là nghi ngờ nữa. Dạ. Đấy, nhưng mà em giải thích cho anh là sao lại giảm gì mà giảm nhiều đấy. Dòng này giảm nhiều đấy, như vậy là ra cái dòng thương hiệu Sava này nó ra mắt cái dòng xe này để tri ân tới khách hàng nhân dịp là kỷ niệm 20 năm thành lập Sava anh ạ. Nên là nó ra cái dòng xe này để tri ân tới khách hàng, tặng khách hàng tận 4 triệu cơ, tặng khách hàng tận hơn 4 triệu các anh ạ. Và muốn là đưa tới khách hàng một cái dòng xe với cái chất liệu cũng như là với cái cấu hình nó cao để cho người dùng có thể trải nghiệm về những cái dòng xe như thế này anh ạ. Thế nên là công ty đang rất là tri ân khách hàng đấy ạ. Nếu mà anh đang ưng ý về những cái dòng xe như này mà đang muốn nâng cấp xe của mình, anh đang đi những cái dòng mà với phân khúc tiền như vậy mà cái cấu hình của nó chưa cao cũng như là cái chất liệu chưa được như mình mong muốn ấy, thì đây là sẽ là một cái thời điểm vàng để anh có thể đổi xe luôn đấy anh ạ. Đẹp thật, bảng này nhìn ok, thiết kế dáng rất là thể thao luôn anh. Dòng này là dòng cao cấp, thế nên là nó chỉn chu cho anh từ những cái chi tiết nhỏ nhất luôn, anh có thể đến tận nhà anh xem thì... Em test cho anh cái độ trớn nữa. Đây để cấu em test hình cho anh chơi nhé. Xe là anh nhìn anh biết được. Rồi nếu mà các anh mà đã chơi xe rồi thì anh nhìn về cái dòng xe này quá ưng luôn rồi. Bây giờ chỉ em chỉ test cho anh về cái độ trớn thôi. Rồi, anh thấy thế nào anh? Ok đấy. Ok luôn chứ anh. Chế độ bảo hành nghĩa như là anh nói chung là xe trên mạng anh xem kỹ rồi, hôm nay đến tận nơi để gọi là xem lại thôi. Dạ vâng ạ. Còn nếu được là chốt luôn cho nhanh. Vâng. Cái này thì bên nhà em là một nhà phân phối từ công ty á, được ủy quyền công ty để cung cấp ra ngoài thị trường cái dòng xe này, thế nên là bên nhà em sẽ có chế độ bảo hành như là công ty luôn. Đối với khung sườn thì bên nhà em sẽ bảo hành cho anh lên tới là 3 năm, cũng như là bù chuyển động thì sẽ bảo hành cho anh trong vòng là 12 tháng. Thì cái chế độ bảo hành này thì bên nhà em cũng sẽ áp dụng với cả những khách đến nhà mua cũng như là các bác khách online anh ạ. Thế nên là anh yên tâm nhé, bên nhà em sẽ có chế độ bảo hành tuyệt đối cho anh luôn. Nếu mà nhận xe mà xe có vấn đề gì hay là trong quá trình chạy mà xe có vấn đề gì thì cứ liên hệ trực tiếp với bên nhà em để được bên nhà em hỗ trợ cũng như là giải quyết cái vấn đề, xử lý lỗi trục trặc của xe. Bản này là size 47 đấy. Dạ, dòng này mẫu này là size 47 đấy anh. Okay. Mẫu này anh đi vừa anh biết rồi. Anh cao 1m67 luôn. Dạ vâng, 1m67 anh đi size 47 này là ok này. Dòng này bên nhà em đang về hai size đây. Size này là size 47 này, có size 51 nữa. Đây con này size 51 này. Màu đẹp nhỉ. Vâng. Anh đang đắn đo màu. Nhưng thôi anh chốt con này đi. Để chốt xem qua qua thế thôi. Dạ vâng ạ. Thì cấu hình các thứ thì không cần xem nữa vì xem kỹ rồi, bởi vì mình đã là người đi mình cũng biết tìm hiểu rồi ấy. Dạ đúng rồi ạ. Thì bây giờ chốt nhưng mà thấy bảo đến thì được chạy thử.
Dạ đúng rồi anh ơi, đến nhà được chạy thử thoải mái luôn. Các bác khách mua online thì bên nhà em cũng sẽ hỗ trợ chạy thử. Đến nơi thì cứ lắp xe xong rồi chạy thử ok. Em bảo bên kỹ thuật là lắp pedal vào cho anh không, anh chạy thử. Vâng, tí, tí đã chạy thử thế còn đây chưa. Em bảo anh kỹ thuật nhé. Nói chung là gọi là chốt thì là chốt rồi. Dạ. Đấy thì chốt giá chuẩn là đến nhà là bao nhiêu? Cái dòng này thì em bán theo giá niêm yết của công ty sẽ là 19.900.000. Thì các bác khách đến nhà thì bên nhà em chỉ giảm cho được gọi là tiền, gọi là không mất tiền phí ship, phí vận chuyển đi thôi. Thì anh cứ chạy thử đi xong rồi mình sẽ thỏa thuận. Ok, được. Anh đến thì nếu mà ấy thì anh tự trở về thôi. Bọn em không cần ship nữa. Vâng. Vâng, nên em bảo bạn kỹ thuật lắp pedal cho anh chạy thử nhá. Ok, em bảo anh ấy lắp vào cho anh. Anh ấy lắp giúp em cái pedal của cái dòng xe này để bác khách chạy thử nhá. Ok, em cảm ơn anh. Ok. Rồi, anh kỹ thuật hộ em cái nhé. Ok. Đấy, giới thiệu thêm một số dòng nữa bởi vì anh bạn bảo là sáng đi thì giới thiệu cái dòng rẻ rẻ ấy, tại vì anh mới chơi. Dòng rẻ rẻ. Dòng rẻ rẻ nếu mà anh mới chuyển sang chơi cái dòng tay đua này, nếu mà mới bắt đầu với cái dòng xe đua thì em rẻ nhưng mà ý là cũng phải tầm độ khoảng chục triệu ấy. Bao nhiêu ạ? Tầm chục triệu ấy, chứ rẻ chục quá thì bạn ấy cũng không xích. Vâng, thế thì đây, đây anh ơi, đến với cái đại thì anh mà thôi. Đằng nào anh nghĩ thôi để anh tư vấn cho nó, tức là như này, hơn chục thì nó vẫn là cái bản giống anh ngày xưa. Thế bây giờ có cái con X1 đấy. Con X1 nó cũng của Sava này, nó rẻ hơn. Thì em giới thiệu con đấy. Đấy, xong anh cho nó xem video đấy nó như thế, nếu được thì mua không lại bảo ông cứ rủ nó mua cái đắt tiền. Tại vì anh tính nếu mua con kia cũng 11 triệu rồi đúng không? Cái con đúng rồi ạ. Con Lipad Line anh xem đây. Đúng rồi anh, cái dòng Lipad Line đấy giá của nó cũng đã 11 triệu rồi. Thì đây giờ này, cái dòng Sava cũng vừa ra một cái bản mới, đó là Sava X1. Cái dòng này thì cấu hình của nó cao mà đã được nâng cấp lên với cấu hình là khung carbon rồi. Và cấu hình của nó cực cao luôn. Thế nên là đằng nào mình cũng phải mua. Với cái dòng 11 triệu, với cái dòng này giá nó chỉ nhỉnh hơn một chút thôi. Thì mình chọn cái dòng này đi nó sẽ êm ái, xe mình đi về còn lâu về dài mà anh có phải đi ngày 1, ngày 2 đâu. Cố gắng một chút thì mình sẽ có xe ngon luôn để mình đi. Đấy nha ông bạn nhé, đây là tôi đang nhờ MC giới thiệu cho ông ấy. Không, ông lại bảo tôi suốt ngày rủ ông mua. Nó đi của anh nói em nó sướng thì có điều kiện thì mỗi người chơi một thứ. Nhưng mà nếu mà tôi đi con X4, ông đi con X1 cũng được. Đấy anh gọi điện cho bạn anh bảo thế. Dạ vâng, cái dòng này giá nó chỉ hơn chục triệu thôi. Thì em cũng xin được là đưa giá tới anh luôn để về anh có thể là giới thiệu cho bạn anh. Thì dòng này công ty đang có giá tri ân là 16.800.000 thôi anh ạ. Nó chỉ nhỉnh hơn dòng kia một chút thôi. Nhưng mà anh đã sở hữu một con xe cấu hình nó rất là êm ái rồi. Đây nha, dòng xe này độ trớn của nó cũng chả khác gì con X4 kia luôn. Với anh thấy thế nào? Zoom nổ rất là vui tai, cũng như là độ trớn của nó cực cao luôn. Đi cái dòng này chỉ có thích trở lên thôi anh ạ. Chứ không có cái từ thích đâu, phải là rất thích trở lên luôn ấy. Đấy anh thấy thế nào? Anh quay rõ đi xong về cho bạn anh xem nhé. Ok, đây anh đang ấy trực tiếp đây. Vâng. Đang gọi trực tiếp đây. Em tưởng ấy à? Em cứ tưởng anh quay video thì anh ra anh gọi video trực tiếp à? Vâng, em chào anh nhá. Anh thấy dòng xe này như thế nào thì nếu mà ok thì ủng hộ em một con để về hai anh em đi chạy với nhau cho có bạn. Bạn anh nó bảo là nghe anh em này nói cũng muốn mua. Thế thì còn chần chờ gì nữa, anh ủng hộ em một con đi về. Thế đấy bạn là ơi, thì xe nó đơn giản thế thôi, tại vì tôi đi tôi cũng biết những cái dòng này rồi, giá thế thì được ấy thì cũng mua được. Nếu được thì tí tôi trở về luôn rồi chứ không đỡ hôm nào đỡ phải xuống, còn không hôm nào anh em mình lại lên cũng được. Thế thôi, cảm ơn em nhé. Bây giờ anh chạy thử xe được thì xong là anh chốt. Thế còn con này để bạn anh nó suy nghĩ đó. Nếu mà được thì là tí anh trở về luôn cho nó, còn không thì kệ hôm nào nó lên. Thế em mời anh ra chạy nhưng thử mà xe này, nhé. Dạ. Thấy bảo bản này giới hạn thì phải bảo nó nhanh mới được. Đúng rồi anh ơi, bản này là bản giới hạn đấy ạ. Cả dòng X1 và X4 thì đều là bản giới hạn. Thế nên là anh suy nghĩ thì anh phải suy nghĩ nhanh lên nhá. Bởi vì bản này bản giới hạn. Anh mà sở hữu được con này phải là một trong 60 người chất chơi nhất quả đất luôn, được chưa ạ? Thế nên anh suy nghĩ nhanh lên giúp em nhá. Okay. Đấy bạn nhá, bản này nó cũng có hạn thôi. Nếu mà bạn chốt được nhanh thì suy nghĩ tí nữa điện. Rồi cảm ơn em nhé. Dạ vâng ạ.